Kính thưa quý thầy cô và thưa tất thể các em sinh viên tham gia tập huấn hôm nay, thì năm 2018 trường Đại học Sư phạm Huế chúng ta thì được bộ giao trong cái nhiệm vụ cấp bộ với tiêu đề đó là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho sinh viên sư phạm khu vực miền Trung. Đây là một đề tài lớn. Trong đề tài này thì có nhiều nội dung, thì trong đó có một nội dung là tập huấn hôm nay. Trước hết thì thay mặt cho nhà trường thì cũng là rất là cảm ơn quý thầy cô cũng như các em đã được tập huấn để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của cấp bộ đề ra. Thì kính thưa quý thầy cô cũng là thầy các em, như chúng ta biết ấy, thì mỗi khi được tập huấn như vậy thì nó có cái yêu cầu, nó có mục đích cũng như là kế hoạch rất cụ thể. Thì kế hoạch thì tí nữa thầy Hải sẽ triển khai như mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là cái mục đích của cái tập huấn này. Cái đề tài này thì với cái tập huấn này mục đích là trang bị cho sinh viên cái kiến thức về biển và bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Thứ hai nữa là nâng cao nhận thức cho sinh viên sư phạm khu vực miền Trung về cơ sở khoa học, hiện trạng và các giải pháp quản lý ô nhiễm môi trường biển. Và một cái vấn đề rất là quan trọng nữa là xây dựng cái đội ngũ để tuyên truyền về môi trường biển đảo, và người mà đi tuyên truyền đó là các em được tập huấn ngày hôm nay. Thứ hai nữa là về nội dung tập huấn, thì nội dung tập huấn xoay quanh về tìm hiểu một số vấn đề về môi trường biển đảo miền Trung của Việt Nam. Đối tượng có thành phần tập huấn ở thế này này, thì với cái nhiệm vụ này thì nhóm nghiên cứu phải triển khai tập huấn cho 4 trường, thì gồm có là trường sư phạm Đại học Huế chúng ta, thứ hai là trường Đại học Hà Tĩnh, thứ ba là trường Đại học Quảng Bình và thứ tư là trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Và hôm nay đợt này thì tập huấn tại trường chúng ta. Về cái thành phần mà sinh viên được triệu tập cho tập huấn thì gồm có các khoa như là địa lý, sinh học, hóa học, giáo dục chính trị và lịch sử năm khoa. Thì như tôi được biết thì khoa hóa thì đã tổ chức tập huấn rồi, mặc dù hôm nay chúng ta khai mạc thì sau hôm nay thì có sinh viên của khoa. Đến thời điểm này tôi nhìn xuống đấy thì có vẻ là cũng hòm hòm rồi, mặc dù là vì trời để cho nên là của người ta đến không đúng giờ lắm. Thay mặt cho nhà trường thì tôi có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là đội cán bộ trong nhóm tập huấn, thì đây là cái nhiệm vụ mà trường giao cho quý thầy cô, vì thế cho nên là bởi chúng các bạn em hiểu thì đề nghị quý thầy cô triển khai đúng kế hoạch, đúng tiến độ như là cái tuyệt minh nhiệm vụ đã đề ra. Thứ hai là sinh viên thì các em đi đúng giờ đến tập huấn phải nghiêm túc theo cái hướng dẫn của giảng viên chỉ đạo tập huấn, không nói chuyện làm việc nghiêm túc vì sau này chúng ta sẽ trở thành những tuyên truyền viên về biển đảo. Và một lần nữa thì có lẽ thay mặt cho ban giám hiệu trường xin chúc quý thầy cô cũng như các bạn sinh viên là sức khỏe, có một đợt tập huấn đạt kết quả cao nhất. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo thì thay mặt ban tổ chức cũng là cái người mà trực tiếp thực hiện cái việc biên soạn tài liệu rồi là giữ cả cái buổi để mà góp ý đánh giá thảo luận các cái kế hoạch với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì tôi cũng có một số điều có thể gọi là dẫn dắt cho sinh viên chúng ta trước khi vào việc tập huấn này. Thì với cái chủ đề đó là tập huấn nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường biển, thì chắc là mỗi sinh viên chúng ta đều thấy cái từ biển ở trong đó. Biển đối với người Việt Nam và đặc biệt là đối với người miền Trung thì chắc là quá quen thuộc. Ở miền Trung chúng ta thì ta cứ đi lên bất kỳ một cái mỏm cao nào, dù là ở đồng bằng hay là ở gần tận biên giới, thì chúng ta nên nhìn thấy biển. Chúng ta cũng có thể tự hào là dọc suốt cái miền Trung
cứ đi lên thẳng ra biển đến bất kỳ vị trí nào thì chỗ đó cũng có thể trở thành một cái bãi tắm với những cái tiền cát rất là mịn màng, nước rất là trong xanh. Chúng ta cũng có thể tự hào với những cái địa danh quen thuộc nhưng mà dần dần cũng đã được nâng tầm không chỉ ở trong Việt Nam mà ở trên thế giới, dọc miền Trung từ Hà Tĩnh. Có lẽ quê Huế không quen lắm nhưng chúng ta cũng đã nghe đến những cái địa danh như là biển Thiên Cầm, Thiên Cầm Đàm Trần, biển Nhật Lệ nơi có truyền thuyết về mạch suối. Huế, biển Thuận An thì quá đổi quen thuộc nhưng mà chúng ta chẳng không ai không biết đến bãi biển Vịnh Biển Lăng Cô đã được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Trải vào đến Đà Nẵng thì thành phố Đà Nẵng có các cái bãi biển dài ôm tròn thành phố và có bãi biển Mỹ Khê đã được đánh giá là một trong những bãi biển hấp dẫn nhất thành tích hành tinh. Và quen thuộc tất cả chắc là sinh viên hay là bạn bè hay là gia đình của chúng ta thì mỗi mùa hè ai cũng háo hức về với biển để giải nhiệt trong cái nắng oi ả của miền Trung cũng như là để thưởng thức những cái hải sản rất là tươi ngon được đánh bắt ngay từ cái vùng biển của mình về. Tuy nhiên đó chỉ mới là nói đến những cái mà chúng ta có thể nói là tự hào hay là tốt đẹp. Nói về biển, về một cái khía cạnh khác, chắc là chúng ta cũng có nhiều cái ấn tượng. Vụ ô nhiễm nước biển do cái xả thải của Formosa chỉ mới đây thôi, chắc là chúng ta không quên. Hay là bây giờ về những cái bãi biển, chúng ta chắc là chạnh lòng khi thấy rác thải có thể tụ tập thành từng đám, từng hoặc thậm chí là từng bãi, từng đống và cái nguyên sơ, cái tinh khôi, cái đẹp đẽ đã dần dần bị thay thế bởi những cái điều mà không được mấy tốt đẹp. Hay là như tôi chẳng hạn, trước đây không xa lắm, cách đây chừng 15-20 năm thôi, mỗi lần đi qua Lăng Cô thì còn đều thấy người dân ở hai bên đường bán cá ngừ, bán sò huyết với cái sự giới thiệu đây là cái đặc sản của Lăng Cô, có rất nhiều ở Lăng Cô. Và bây giờ ở thế hệ của các em có thể thấy hầu như là không còn nữa. Hay là chúng ta về biển tới những cái làng chài gặp những cái ngư dân lớn tuổi, chúng ta sẽ nghe họ kể về những cái loài cá, về những cái loài hải sản trước đây có rất nhiều tạo thành những cái đặc sản của miền Trung, bây giờ hầu như cũng đã biến mất. Thế những điều đó nó có móc xích gì với nhau không? Thì có, đó chính là vấn đề về môi trường biển. Môi trường biển khái quát nói chung liên quan đến nhiều mặt, về bảo vệ tránh khỏi những cái ô nhiễm do sản xuất, về bảo vệ cái đa dạng sinh học, về sự bảo vệ khỏi chính bản thân của mỗi cái người cũng có ý thức trong cộng đồng, và trước nhất thì chính là về cái ý thức để bảo vệ cái môi trường mà trong đó chúng ta sinh viên ngành sư phạm và sau này trở thành những cái giáo viên tương lai cũng có thể có những cái vai trò rất quan trọng. Thì tại sao nhấn mạnh vào cái vai trò của sinh viên sư phạm? Bởi vì bây giờ trước hết đối với mỗi chúng ta với tư cách là cộng đồng, như những là một cái thành viên trong cộng đồng, như những cái người khác, người bình thường khác trong cộng đồng, thì chúng ta có thể tự nhận thức và từ đó lan tỏa đến xung quanh. Nhưng khi chúng ta trở thành những cái giảng viên thì khả năng lan tỏa của chúng ta có thể còn lớn hơn được qua cái những cái bài giảng, qua những cái lần nói chuyện với học sinh, qua cái việc mà lâm trong những cái kiến thức, những cái lời căn dặn về bảo vệ môi trường biển cho học sinh và cho cả phụ huynh có liên quan. Vì vậy nhận thức rất là rõ, rất là cao cái khả năng cũng như là cái tâm lan tỏa
đối với sinh viên ngành sư phạm cũng như là đối với ngành sư phạm nói chung, thì hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có các cái nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường biển nói chung và giao cho các trường sư phạm thực hiện. Năm nay thì nhiệm vụ là tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho sinh viên khu vực miền sư phạm miền Trung được giao cho trường Đại học Sư phạm Huế. Mà từ trước đó thì đã thành lập một cái nhóm để mà sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ, và sau khi thành lập thì nhóm đã tiếp tục làm việc, mời các cái nhà khoa học liên ngành để mà biên soạn một cách rất là công phu tài liệu mà chúng ta đang phải để ở phía bên góc của giảng viên bè. Thì tí nữa là sinh viên chúng ta sẽ ra ngành. Và sau đó các cái kế hoạch, cái ý tưởng cũng đã được tính toán và xây dựng rất công phu và được đóng góp, được thẩm định bởi các cái chuyên gia hàng đầu được mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì ở trường Đại học Sư phạm chúng ta thì nhà trường đã cho sinh viên thuộc năm khoa mà có thể nói là có cái quan hệ và có những cái điểm mà liên quan nhất đối với cái công tác bảo vệ môi trường biển, bao gồm sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục chính trị và hóa học. Thì trong đó cụ thể hôm nay thì sau khi khai mạc thì chúng ta sẽ chia thành các lớp và theo khoa, chúng ta di chuyển về các phòng mà theo danh sách thầy đã đặt hôm nay. Thank you.
chỉ làm theo cái mình biết thôi nhé. Mình đặt mục tiêu là mình làm được đúng nhiều nhất, mà đặt mục tiêu là để kiểm tra xem thử hiện tại ta biết mình gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
suất cao với các bên lớp trong giờ học, được chưa? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật phòng tranh. Tức là chúng ta sẽ gì ạ? Đưa các sản phẩm treo mình lên, chúng ta sẽ trưng bày, chúng ta sẽ giới thiệu kỹ thuật phòng tranh. Bây giờ cô sẽ mời mỗi nhóm gửi cho cô bài liền, chúng ta thì chúng ta sẽ làm việc mình. Rất là giàu,
4.000 khổ lắm. Do đó một hướng mở cho sinh viên qua địa và cũng như qua sinh như sau. Sau khi tốt nghiệp ra trường, chúng ta ra Phú Quốc. Làm sao đó để phát triển Phú Quốc nó tương tự như Singapore. Sau đó thì đến
mới để cái gì là mới để cái vùng biển quốc tế đảm bảo thêm một biển. Sau thì đấy là cái quy ước của quốc tế để giúp cho tất cả các nước. Tuy nhiên là có những chỗ rất là dài dặn, rất là khó khăn. Tôi đã cử ví dụ, đây là Việt Nam, đây là Campuchia. Đó là cái cái này mình nếu mình đó ra đi thì họ cũng đó ra chậm chạp với nhau hoặc là ví dụ ở đây là của Việt Nam mà bên đây là của Trung Quốc thì họ đó ra chứ mình cũng đó ra. Thế này lúc bạn đó như vậy đã phải nhiều nhìn vào nó, phân quyền vào nó. Cháu không có thể nói là tôi đó được, anh đó được, tôi được anh cái chỗ này, những cái chỗ ấy, những cái chỗ cực kỳ dài dặn trong cái việc mà phân chủ quyền. Cái đó đấy, ví dụ bên giờ bên này cái góc này ta đó là 200 hải lý, bên này họ đã ra là đi từng năm ai họ có chứng tư đất liền nào đưa cơ sở thế nhá, họ là phía bên này. Cho nên giữa các nước mà có cùng chung một biển thì phải có cái cách tính như thế nào đó để mà giúp cho cái biển là open đường biên của chuyện này. Và có chiều dài lên bờ biển là khoảng 2.000 km. Nguyên chúng là cái phần mà biển duy nhất đặc biệt bao gồm Bắc Trung Bộ là tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là có 720 km, Nam Trung Bộ là từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là dài 1.275 km. Đặc điểm của biển miền Trung, một là nó có nhiều vùng cát và tỉnh nào là vùng cát nhiều nhất, đặc biệt quay tỉnh có nhiều vùng cát nhất. Quảng Bình là vùng cát thịnh hòa luôn, chán vùng cát là chưa Quảng Bình đó là nó ra một là đấy. Thương Huế có không? Có anh chị có rồi, muốn ở Bình Thuận. Bình thường nói nhiều công cảm rất đẹp các em ạ. Và trong du lịch người ta dùng một cái loài rất là hay để có một cái miếng, gọi là miếng trường. Miếng trường cũng tìm công cảm đó. Nha. Thứ hai là có mũi đảo miếng trúng nhá. Và chỉ mũi đóng tổng đảo ven bờ so với cả nước. Đảo ven bờ mà xa nhất miếng trúng là Hoàng Hải. Nhớ là, ghi cho thầy chỗ đời. Đảo xa bờ đây. Đảo ven bờ và xa nhất miền Trung là đảo Hoàng Hải. Tỉnh có nhiều đảo nhất là tỉnh Khánh Hòa. Tại đây có ai về cái ba đảo này? Chúng ta nhìn từ cái tổ trường Trần Phú của thành phố Nha Trang mà nhìn ra là cái con đảo mật mạng. Và miền Trung có 5 đến 12 miền đảo. Hãy kể tên như thế này. Một. Thứ nhất là cái nguồn lời hải sản rất là sâu. Và các bạn mà tôi thấy có một lần cách đây khoảng hơn 1 năm chúng ta bị ôm nhiệt biển của trời biển. Và chúng ta là vô cực đến mức độ nào khi bị ôm nhiệt của trời biển. Cái thương này nó có ấm á, thì ta cũng thấy cái lợi ích của nó. Thông thường các em ạ, giống như các em mặc áo ngay là cũng thấy cái lợi ích của áo chứ. Nhưng mà để một ngày nào đó mà cũng bỏ mặt nữa là cũng thấy tài đau khổ. Thì tôi nói cho các em là chúng ta tế liệu gần hơn 1 năm rồi do cái gì là không khai thác nguồn lợi ích cho ô nhiễm. Thế nào? Thứ hai là hệ sinh thái rằng san hô, rằng san hô. Đây là một hệ sinh thái biển. Và hồi đầu đấy, thầy có được xem một cái tài liệu nói về vấn đề bảo vệ cái rằng san hô ở Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng. Thì chúng ta mới thấy được rằng cái kỹ thuật của họ mình phá hoại quá mức dẫn đến cái kỹ thuật. Bây giờ cô trở lại
thì xin được em thầy kể cho em nghe mấy cách học thôi là họ đi lấy sáng bố ở chỗ khác về họ mới đập thân một cái giá, họ làm một cái giá nó bắt họ không được rồi nữa mới đập rồi họ kể những sáng bố đó vào rồi họ nuôi ở núi trường biển nuôi một cách là gọi là nhân tạo đó mà nuôi biển sau rồi đưa thì cái đó đưa ra cậy môn làm sao cô kia bị hư kia để cho cô trở lại đó. Thứ hai nữa là một số vùng biển ở cái Kuroka đó là có vùng cảng rất đẹp mà ngày xưa vua biển thường xuyên vào đó đẹp đứng giống như ở ngoài Côn Đảo thì bây giờ mình phá ráng hết mình ám hết đứng lấy đâu được đẹp đó. Thì vừa rồi đây người ta phục hồi bằng cách như sau đó là đem trứng vua biển đó ở ngoài Côn Đảo chở bằng máy bay cố ốc tại chỗ đó. Và các bạn biết thôi thì cái con vua biển nó hay chỗ là nó nở ra chỗ nào nó to xuống chỗ nào sau sau này nó sẽ quay về nó đẹp đến chỗ đó và ta hy vọng là 25 đến 30 năm sau bất cái nó cũng có cái quá lên được bởi nó phải lớn đấy chứ à. Và tỷ lệ ốc nở của chúng ta vừa rồi là 97% đó và những con đó đã được chuẩn bị rồi và hy vọng là 25 30 năm sau và người ta nghĩ cũng cực kỳ là ở đó môi trường của con để nó tồn tại không. Thì thứ nhất là môi trường không thể gặp vào bọt và ngon. Cái môi trường thứ hai là họ nghiên cứu xem thử là cái hệ sinh thái trên biển có đủ để ăn nuôi sống các cái con nở ra được không? Nó nở ra xuống có chứ ăn gì đó thì được và con à, cho nên là bà biết để mà cũng phải là cứ thiếu con đi mình bắt cứ thả con rồi mà trước khi ăn bắt và thả lại thì anh phải nghiên cứu thật kỳ là ở đó thì môi trường sống của nó có đủ cho nó sống không? Đó, thì thầy xem cái phòng sự đó rất là dài và này là cho nên cái việc xem TV có lời được các bạn chứ không phải là nên hiện tại với sinh vật bây giờ tài nguyên phi sinh vật chúng ta mới quan sát tài nguyên giáo pháp vận tải đưa đường đường như này đưa biển cho cây vận chuyển bằng đường biển cái lời là thế lời được hỏi và cho nên tỉnh nào cũng muốn có cả biển và biển xây dựng những cảng và tài nguyên du lịch cái này thì chắc chắn một là tiềm năng hai là tiềm năng phát triển và ba là hạn chế có cái hàng ngang một là khai thác nuôi trồng biển thì hải sản là một du lịch biển là hai khai thác khoáng sản biển là ba giao thông vận tải là bốn và năng lượng là đúng nhá là đúng như thế là đúng không cái thứ tiên mười hai ô thì nhỏ mười hai ô đây một hai ba bốn năm sáu bài tập chín mười một em lớn thành con nhá trong vòng mười phút nào đây tiền năng thì mà do đó là cứ ban đêm thì tàu chạy
ban ngày học tập bơi cho mình lên học, rồi con đêm lên bảo đảm. Và con cứ nói như này, là một cái phong vịt đến đó, là một đêm ngày là 4.000 euro phong vịt. Còn một cái chỗ ngủ đến đó là đêm ngày là 100 euro. Để có được chỗ ngủ không thôi, trên tàu. Có cái gì? À đúng rồi, cả Trung Quốc đúng. Là một trong những cảng biển lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế, tuy nhiên trong một thời gian dài, cảng cá Thuận An liên tục xảy ra tình trạng ô nhiễm rác thải, gây nhiều bức xúc cho người dân sống ven khu vực này. Dù ban quản lý cảng cá đã nỗ lực khắc phục tình trạng trên, nhưng sau một thời gian thì đâu lại hoàn đó. Nguyên nhân chính vẫn bắt nguồn từ ý thức của các hộ kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá và các chủ tàu hàng ngày ra vào cảng. Sau 3 giờ đồng hồ lưu lại cảng cá Thuận An để đưa hải sản lên bờ, những chuyến tàu cá lần lượt rời đi cũng là lúc xuất hiện những bãi rác như thế này. Không chỉ gây mất mỹ quan mà rác thải còn bốc mùi hôi thối. Cách cảng không xa, thôn Tân Lập là khu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng trên. Giữa cái nắng oi hả của mùa hè, nhưng hầu hết các hộ dân sống ven khu vực này đều phải đóng kín cửa. Nguồn nước giếng sinh hoạt đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Buổi trưa là ngọn gió đông rồi buổi chiều xoay về ngọn gió nôm á, là cái mùi cá là bị ấy rất là hôi. Dân thì cũng có nhiều bà con cũng phàn nàn là nói càng hối quả rồi chứ con cũng chưa đề nghị định cơ quan chính quyền được. Phải chịu khó cho răng chứ. Cá thì mực trong làm ra là có hôi, mua là hôi, mua mốt cũng có ý kiến, dân toàn bộ có ý kiến hết mà chưa thấy xử lý cái môi trường đó. Theo chính quyền địa phương, thực trạng này đã được người dân trong vùng phản ánh từ nhiều năm nay, nhưng chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Thông thường vào khoảng 9 giờ sáng, lúc cảng cá đã vãn, thì có một nhóm công nhân vệ sinh thuộc ban quản lý cảng cá sẽ chèo thuyền xung quanh để nhặt rác. Nhưng sau một thời gian, khối lượng rác ùn ứ nhiều, lực lượng lại mỏng,
nên rác dày thêm, đóng thành từng lớp. Nội quy thì đã có, nhưng hình phạt thì vẫn chỉ nằm trên giấy khi chưa có trường hợp nào bị xử lý. Tổng dọn vệ sinh trong cảng cá và khi xả nước thải thì qua hệ thống bể lọc. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa làm được, cho nên là tiếp tục chính quyền địa phương cũng mong Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và cảng cá Thừa Thiên Huế cũng quan tâm xây dựng bể lọc nước thải và tổng dọn vệ sinh môi trường để tránh ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh cảng cá. Hiện nay, dự án nâng cấp mở rộng cảng Thuận An chỉ mới hoàn thành gần 80% tiến độ giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ được dự kiến đầu tư sau năm 2020. Trong khi chờ đợi một cảng biển mới, người dân đang ngày ngày hít thở bầu không khí ô nhiễm và chờ đợi các giải pháp khả quan hơn từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, tại vùng biển của tỉnh Quảng Bình, hiện nay lượng rác thải chưa được xử lý ngày càng lớn. Rác lấn ra cửa biển và đe dọa trực tiếp đến môi trường đời sống sinh hoạt của người dân sống nơi đây. Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa ở bãi rác. Hình ảnh này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Ở suốt chiều dài hơn 2 km bờ đê vùng cửa biển sông Danh thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nguồn rác thải không được thu gom ngày càng dồn ứ dọc theo cửa biển sông Danh, đe dọa đến cảnh quan môi trường biển. Cái kè này nói chung là hàng năm bào tổ thì cũng đỡ, nói chung dân đỡ mà, nhưng mà có cái là cái khắc phục là sau cái đoàn làm, cho nên là ở ngoài là họ cũng làm mặt bằng cho phẳng được, nhưng mà có một số tôn đồng là người ngoài đi là cứ rác nó bôi bù. Nguồn rác khổng lồ ở phường Quảng Phúc là do rác trôi dạt từ nhiều địa phương phía thượng nguồn sông Danh. Để có thể xử lý tình trạng ô nhiễm này là việc không hề dễ dàng đối với người dân và chính quyền phường Quảng Phúc. Không phải là tồn tại nhiều năm mà không có là vệ sinh môi trường, nhưng là để là hàng tháng thì chúng tôi là cần phải là chỉ đạo rồi với là cấp chính quyền ở các tổ dân phố cùng phối hợp với các tổ đoàn thể, các tổ chức đoàn thể cùng đã ra quân thu gom. Nhưng với một cái khối lượng là rác nhiều như thế này thì không thể là nói là thu gom là một hàng tháng hoặc là mấy tháng thu gom một lần thì cũng làm sao mà hết sạch được. Hàng ngày lượng rác thải vẫn tồn đọng dồn ứ về đây, trong khi chính quyền chưa có biện pháp xử lý lâu dài. Đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi hình được tại cống thoát nước khu vực bãi tắm Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Dòng nước thải chưa qua xử lý có màu đen và bốc mùi hôi thối chảy tràn ra bãi tắm và làm nhiễm đen cả màu nước biển tại đây. Theo người dân địa phương, tình trạng này thường xảy ra mỗi khi thời tiết đổ mưa lớn. Như hôm nay là buổi sáng á, là nó chảy đang thui, nhưng mà hồi trưa giờ là nước nó đỡ hơi rồi, nó vẫn chảy như thế mà đỡ hơi. Nó đắp nó bị lỡ này, lỡ với lại. Không chỉ ở cống thoát nước tại khu vực bãi tắm Mỹ Khê, theo ghi nhận, cả 6 cống nước thải chạy dọc gần 10 km ven biển quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đều xảy ra tình trạng tương tự. Nước thải chưa qua xử lý, kèm theo rác, cứ vậy đổ thẳng ra biển, gây thất vọng cho du khách đến với Đà Nẵng. Thật là đáng thất vọng và buồn khi thấy một bãi biển lại bị ô nhiễm tới mức như vậy. Và tôi nghĩ phải có cách làm phù hợp để mọi người có thể tận hưởng một bãi biển sạch chứ không phải bị ô nhiễm. Trong khi đó, tôi đang dự định sẽ lướt sóng và dành thời gian tại đây. Nhưng với tình trạng như thế này, thì tôi cảm thấy không còn muốn thực hiện việc đó nữa. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho hay, do hệ thống thoát nước mưa và nước thải dùng chung, nên mỗi khi mưa lớn, áp lực nước làm lật các cửa xả và làm nước thải chảy tràn ra biển. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực khắc phục, nhưng thực tế là hạ tầng thoát nước nơi đây đã quá tải, nên tình trạng này cứ mãi diễn ra. Thưa quý vị khán giả, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng nước thải chảy tràn ra biển tại Đà Nẵng như thế này. Và mặc dù các cơ quan chức năng có liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng trên, tuy nhiên, chỉ sau vài cơn mưa thì tình trạng này lại tiếp diễn. Và trong khi Đà Nẵng đang sắp bước vào mùa du lịch, thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các ngành chức năng. Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với du lịch biển. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, tình trạng nước thải chảy tràn ra biển gây ô nhiễm nghiêm trọng vẫn chưa thể khắc phục. Mọi giải pháp của chính quyền cho đến nay hầu như chỉ có tính tạm thời.
vẫn còn đó thực trạng ô nhiễm và cần lắm giải pháp thiết thực để ngăn ngừa dòng nước đang ngòm này tiếp tục đổ biển như hiện nay. Cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá, bầu trời trong lành từ muôn thuở gọi tình yêu ước mơ dâng đầy, vì lẽ người năm trồng cây.